Rồi sáng sớm nay là có một anh trai ở Quế Võ Bắc Ninh vô cho anh em. Đó đây mới vô tới luôn là lượm ngay một con DC 70G nha. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi xong. Đây em quay sơ máy trước khi làm cho anh em xem nha. Máy 70G. Giờ em sẽ dọn mới con này lại. Đây. Đây là máy có bồn chứa nha, 1 tấn 2. Thì xích này chắc là đổi cho khách nè. Rồi bữa nay đem máy này xuống làm bảo dưỡng, mới vừa mở ra tức thì luôn. Thì chút sẽ kiểm kê nguồn cục, sau đó đem xuống thay cho anh em. Rồi anh em có làm bảo dưỡng gì thì cứ đây hết, anh em sẽ làm theo yêu cầu. Đây bắt dưỡng máy này vẫn ở đây theo dõi anh em làm, để thay bởi vì là mà tính toán hết nha. Đây, tiếp theo của máy này đây cho anh em. Chỗ đây. Rồi em về trễ nha anh em, máy 70G mới vừa lên xong luôn. Đây. Xong hết rồi ha. Rồi xin chào mọi người nha. Thì quay sơ được con máy nói của công ty anh. Giờ để em quay sơ cho mọi người xem. Bây giờ quay trên cao. Thank you.